Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam, Abia lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 3 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Mikaya, con gái của Urien ở Gibea. Abia và Jeroboam đánh giặc với nhau. Abia ra trận với một đạo chiến sĩ, 40 vạn người kén chọn. Còn Jeroboam dàn trận đối với người, có 80 vạn người kén chọn, là lính chiến mạnh dạn. Abia đứng trên núi Semaraim trong miền núi Ephraim mà nói rằng: Hỡi Jeroboam và cả Israel khá nghe, bởi sự giao ước bằng muối, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã ban nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời. Các ngươi há chẳng biết sao? Dẫu vậy, Jeroboam con trai Nebat, tôi tớ của Salomon là con trai của David, bèn trỗi dậy phản nghịch cùng chúa mình. Những kẻ du đảng, đồ phàm hèn đều hiệp lại theo người. Chúng nó tự làm mình ra mạnh nghịch với Roboam con trai của Salomon. Còn Roboam thì trẻ tuổi nhát gan, không chống cự nổi chúng nó. Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ chống cự nổi nước của Đức Giê-hô-va đã ban cho các con trai của David. Các ngươi một đoàn đông lớn, có đem theo bò con vàng mà Jeroboam đã đúc làm thần của các ngươi. Các ngươi há chẳng có đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu A-rôn và người Lê-vi sao? Các ngươi có theo phong tục của các dân ngoại mà lập lấy những thầy tế lễ cho mình. Phàm ai đến, đem một con bò đực tơ và 7 con chiên đực đặng dân làm lễ thì được làm thầy tế lễ của những thần hư không. Nhưng về phần chúng ta, Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chẳng có lìa bỏ Ngài. Những thầy tế lễ là con cháu của A-rôn đều phục sự Đức Giê-hô-va, và các người Lê-vi giữ phần việc của họ. Mỗi buổi sớm mai và buổi chiều, chúng xông của lễ thiêu và thuốc thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng cũng sắp bánh trần thiết trên bàn sạch sẽ, thắp các đèn của chân đèn vàng để nó cháy mỗi buổi chiều tối, vì chúng ta vâng giữ làm theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Còn các ngươi lại bỏ đi. Này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm đầu chúng ta, và những thầy tế lễ của Ngài cầm những kèn tiếng vang đặng thổi lên nghịch cùng các ngươi. Hỡi con cái Israel, chớ tranh chiến cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì chẳng thắng được đâu. Nhưng Jeroboam truyền binh phục, đi vòng đặng đến phía sau chúng. Vậy quân Israel ở đằng trước quân Juda, còn binh phục ở đằng sau. Juda xây ngó lại, kìa, giặc đã có phía trước và phía sau. Bèn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ thổi kèn. Bây giờ người Juda kêu la lên. Sải khi người Juda kêu la, thì Đức Giê-hô-va đánh Jeroboam và cả Israel tại trước mặt Abia và dân Juda. Dân Israel chạy trốn trước mặt dân Juda, và Đức Chúa Trời phó chúng nó vào tay dân Juda. Abia và quân lính người làm cho chúng bị thua trận cả thể. Có 50 vạn tinh binh của Israel bị thương ngã chết. Như vậy trong lúc ấy, dân Israel bị sỉ nhục, còn dân Juda được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Abia đuổi theo Jeroboam, chiếm lấy những thành là Bê-tên và các hương thôn nó, Giê-sa-na và các hương thôn nó, Ép-rôn và các hương thôn nó. Trong lúc Abia còn sống, Jeroboam chẳng được cường thạnh lại. Đức Giê-hô-va hành hại người thì người chết. Còn Abia được cường thạnh, cưới 14 người vợ, sanh được 22 con trai và 16 con gái. Các công sự khác của Abia, những việc làm và lời nói của người, đều chép trong sách truyện của tiên tri Ido. Chương 14. Abia
an giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành David. Asa, con trai người cai trị thế cho người. Trong đời người, xứ được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và đánh đổ những tượng Asera. Người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi các thành của Giu-đa. Nước được bằng an trước mặt người. Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an nghỉ. Người bảo dân Giu-đa rằng, ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then, đang lúc xứ hãy còn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta có tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta có tìm được Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Chúng bèn xây cất và được thành công. Asa có một đạo binh 30 vạn người Giu-đa cầm khiên và giáo, và 28 vạn người Benjamin cầm thuẫn và dương cung. Hết thảy đều là người mạnh dạn. Sê-rách, người Ethiopia, kéo đạo binh 100 vạn người và 300 cỗ xe ra hãm đánh người Giu-đa và đi đến Ma-rê-sa. Asa ra đó người, dàn trận tại trong trũng Sê-pha-ta gần Ma-rê-sa. Asa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng, lạy Đức Giê-hô-va, trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa. Ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ để loài người thắng hơn Chúa. Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ethiopia tại trước mặt dân Giu-đa và vua Asa. Quân Ethiopia chạy trốn. Asa và quân lính theo người đều đuổi chúng cho đến Gera. Quân Ethiopia ngã chết nhiều, đến nỗi chẳng còn gượng lại được, vì chúng bị thua trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo binh của Ngài. Người Giu-đa đoạt được của giặc rất nhiều, cũng hãm đánh các thành chung quanh Gera, vì sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va giáng trên các thành đó. Rồi quân lính Asa cướp lấy hết thảy của cải trong các thành ấy, vì trong nó có của cải rất nhiều. Lại cũng đánh phá các chuồng súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, đoạn trở về Jerusalem. Chương 15. Thần Đức Chúa Trời cảm động Asaria, con trai của Odết, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng, hỡi Asa, cả Giu-đa và Benjamin hãy nghe lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày, Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng. Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên. Nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng. Khi Asa đã nghe các lời này và lời tiên tri của tiên tri Odết, thì dục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Benjamin, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ê-phra-im. Người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Benjamin và kẻ khách thuộc về chi phái Ê-phra-im, Manasse và Simeon vẫn kiêu ngụ với chúng. Vì có nhiều người Israel khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa ở cùng người thì đều về đằng người. Tháng 3, năm 15 đời Asa,
chúng nhóm hiệp tại Jerusalem. Nhằm ngày ấy, họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về 700 con bò đực và 7.000 con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va, rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Vả lại vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra, nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xê-rôn. Song các nơi cao không phá dỡ khỏi Israel. Dù vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người. Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va các vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng, chẳng có giặc giả cho đến năm thứ 35 đời A-sa. Chương 4. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì có Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chuốc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có 10.000 thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn?
muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 5. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Thật, anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Chương 6. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Vậy, khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bạn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng
hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thi Thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, giương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.